Xin chào các em, hôm nay rất vui khi gặp lại các em. Hôm trước chúng ta đã học bài về số 4 về sự rơi tự do. Đây là một cái sự chuyển động gần như có thật trong thực tế của mình. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang một cái bài tiếp theo nói về một sự chuyển động cũng thường các em cũng thường thấy. Chẳng hạn như mấy em để ý là mình nhìn lên tường thấy cái quạt của mình quay, thì mấy bạn cảm thấy là một điểm trên đầu cành quạt sẽ quay như thế nào? Hoặc là mấy bạn có thể thấy một điều đó là gì? Trên cái vành xe đạp của mình đang chạy thì cái điểm trên vành xe đạp nó sẽ chuyển động như thế nào? Thì hôm nay chúng ta sẽ qua cái bài số 5, đó là bài về chuyển động tròn đều. Thì bài này tôi cũng sẽ tóm tắt cho mấy bạn một số về phần lý thuyết cũng như bài tập, để ta có thể một số lý thuyết và cũng như công thức để chúng ta có thể áp dụng được giải một số bài tập và một số hiện tượng về chuyển động tròn đều. Thứ nhất, ta có thể định nghĩa về sự chuyển động tròn đều là gì. Thì chuyển động tròn đều là chuyển động đầu tiên nó phải có quỹ đạo là tròn và cái tốc độ nó là như nhau trên mỗi cung tròn. Nhớ điều đó. Thứ hai, đó là độ dài cung tròn. Ở đây mới là ta cái đầu tiên ta có thể nói về cung tròn, thì cung tròn nó được thể hiện như thế nào. Thì ta thấy là độ dài cung tròn sẽ được tính bằng công thức, đó là delta S bằng V nhân T bằng phi nhân R. Trong đó phi được gọi là góc quay, đơn vị của nó là radian, còn R là bán kính của vòng tròn. Ở đây tôi sẽ có mô tả một cái chuyển động cho các bạn coi. Coi lại nha các bạn. Ban đầu ta có một vật ở vị trí là M1, nó sẽ chuyển động là đến vị trí M2 theo một cái cung tròn, đó là delta S từ vị trí M1 đến M2, được chưa? Đó, đây là một cái hình để mô tả cho cái sự chuyển động tròn đều từ vị trí M1 đến M2. Phần tiếp theo đó là phần vận tốc dài. Vận tốc dài được tính công thức là bởi bằng V bằng delta S chia delta T. Công thức thứ tư đó là vận tốc gốc, nó bằng omega bằng phi chia T, và đơn vị đây vận tốc gốc của nó là radian trên giây. Gia tốc hướng tâm A bằng V bình chia R. Trong chuyển động tròn đều mình đã nói rằng là nó là chuyển động có vận tốc không đổi trên mọi cung tròn. Vận tốc không đổi thì không thể nào có gia tốc được, nhưng mà ở đây trong chuyển động tròn đều của mình là vận tốc dài không đổi nhưng mà nó vẫn có gia tốc, và gia tốc này nó hướng vào tâm quỹ đạo, cho nên người ta gọi đây là gia tốc hướng tâm. Ở đây là một đặc điểm để các bạn có thể phân biệt được vì sao là tại sao, hay là cái câu hỏi thường ta hỏi là vì sao là trong chuyển động tròn đều lại có gia tốc, thì mấy bạn có thể trả lời được. Thì do gì đây? Trong chuyển động tròn đều vận tốc là có độ lớn không đổi nhưng mà phương của nó luôn luôn thay đổi, cho nên nó cũng có gia tốc hướng vào tâm, khi đó gọi là gia tốc hướng tâm. Để hiểu thêm một số về công thức này cũng như lý thuyết về chuyển động tròn đều thì ta có thể chuyển sang một số bài tập để áp dụng để cho các bạn nhớ được công thức cũng như ý nghĩa vật lý của bài toán chuyển động tròn đều. Tiếp theo, ta có cái công thức thứ 6, đó là công thức về mối liên hệ. Ở đây ta có hai mối liên hệ là V bằng omega R tiếp theo, cũng như là công thức là A bằng omega bình nhân R. 7, đó là công thức về chu kỳ. Chu kỳ là khoảng thời gian mà cái vật chuyển động nó lặp lại trạng thái như cũ, tức hay là người ta có thể nói đó là khoảng thời gian vật chuyển động hết một vòng tròn. Nếu mà vật đi hết một vòng tròn trong một khoảng thời gian T thì tôi gọi đó là chu kỳ. Được, công thức của nó là T bằng 2 pi chia omega, và đơn vị ở đây thường người ta sẽ lấy là giây. Công thức tiếp theo đó là tần số. Tần số là số vòng mà cái vật đi được trong một đơn vị thời gian. Nó có công thức là F bằng 1 chia T, hay bằng là omega chia cho 2 pi. Đơn vị ở đây thường là hertz hoặc là vòng trên giây. Rồi, tất cả đây, tổng cộng là có các công thức trên. Tôi có thể nói sơ qua cho các bạn biết xong rồi. Thì bây giờ chúng ta có thể chuyển sang áp dụng bài tập để hiểu thêm một số công thức này.